day. Việt Nam weed, không cần đi. Let's go. Motherfucker, I just doing my thing. We got weed, get them rub and we roll up the game. Để tao lên chỉ cần một khói, tao có chúng mày như cỏ rác. Ngồi trên xe tao bật nhạc phim đi xem nó phơi, tao bay mất sát. You motherfucker, loser, step out the way. Vâng, và ở đây thì sao? Vâng, không phải là mất mình cho người ta đi vệ sinh cả đi sao? Đùa mấy cái ông em gậy dã man luôn. Anh em hiểu không? Tôi không những là cutter hay mà lại còn phải là pro DJ nữa. Drop các kiểu là phải cắt chuẩn cho anh em, nếu không là anh em gậy dã man thì ai chịu trách nhiệm nào? Và vâng, quay trở lại cả cái game đầu thứ hai giữa Team Effect và Team Spirit trong khuôn khổ DAC 2017. Vòng loại khu vực CIS thì ở đây, vâng, các bạn đã biết là một cái game đầu tiên. Nó không phải dễ dàng dành cho Team Effect khi có thể nói đây là một cái trận đấu rất là lật kèo. Và không hiểu là Team Spirit họ thi đấu kiểu gì. Thế nên là ok, ở trong cái game đầu thứ hai này, anh em chúng ta hãy cùng xem liệu rằng cái đối thủ được đánh giá cũng rất là mạnh, đó là Team Spirit, họ sẽ có được những cái đối pháp gì để có thể đối phó với cả Team Effect. Đấy rồi, có cả tiếng in-game luôn, để dã man luôn. Và ở đây thì sao, các bạn có thể nhìn qua về lineup của cả hai đội. Khi mà ở đây Team Spirit tôi chú trọng vào cái lineup khi mà họ chơi về cái cặp đôi IO và Tini, những hero khác đơn giản chỉ là pack up lane giống như ở game đấu trước, bằng một con Rubik để có thể là cướp cái úp bóng của Shadow Demon hay là Stampede của Centaur và Luna, bằng một con hero nó rất là mạnh rồi. Nhưng mà trên tôi phải có một cái tình huống mà tôi tin rằng không, đó không phải là tin gì cả, khi mà cái nhấc lên của FNG vô tình gây cái mini stun cho Terrorblade, anh ấy không thể thực hiện cái cú bắn tiếp theo, bị delay một phát, và thế là Rubik anh ấy giữ được mạng trong cái tình huống này, có công lên tới từ Team Effect. Và vâng, về phía các thành viên của Team Effect ở đây, họ lại sử dụng nguyên cái bộ combo mà Team Spirit không phải là cái bộ combo, nguyên cái bộ combo mà Team Spirit họ áp dụng trong cái game đấu trước, chính là Shadow Demon cũng như là Terrorblade, hỗ trợ tới từ Silencer để có thể là counter lại Puck cũng như là bộ đôi IO Tiny. Vâng, cũng như là counter cái ulti của Rubik, cướp những cái skill quan trọng như là kiểu ulti của Center Warrunner rất là dễ dàng. Ở đây thì sao, Effect họ cũng sử dụng y nguyên cái cặp support, đó là FD Luna để có thể hỗ trợ đi gank.
Vâng, có khác ở đây là Silencer Dimit cũng như là Centaur Blend thôi. Vâng, ở đây thì sao, có một cái tình huống mà sử dụng stun sau đó là tốt về, nhưng ở đây thì Vanscore vô tình còn rất là ít máu. Afroninji, anh ấy được đưa về một cái nơi mà vâng trụ anh ấy không bắn, thế nên là vâng tôi không thấy có một cái tình huống nào hiền như cái tình huống này. Vâng, còn Tini còn ít máu quá, thế mà ông kia ông ấy ném luôn cả cái quả tạ về luôn, gậy dã man. Vẫn chưa ai phải nằm xuống cả. Vâng, cái công len của team Effect ở đây thì rất là quách tỉnh của team Spirit on nhờ. Từ từ em ơi, từ từ thì khoai mới như, nhưng ở đây thì sao, có một cái tình huống mà FNG di chuyển ra rất là kịp thời. Không được rồi khi mà cái con Shadow Demon này đánh dã man luôn, cử hai con đệ ra block B đường các thứ. Và vâng, đó là first blood dành cho team Effect, và đó không hay một tí nào dành cho Spirit khi mà cái người nằm xuống lại chính là Luna. Vâng, đi len đôi cái kiểu củ cải gì đây, đi Rubik với cả Luna, đi bot dã man luôn. Và đã có những cái trường hợp đổi len tới từ cái thành viên của team Effect, họ xuống đây để đi Luna rồi, Luna nhất quyết là không đổi len luôn, đứng phát dưới này luôn. Ok men, vâng, ở đây có một cái tình huống mà úp vào tới từ Shadow Demon rồi, nhưng mà Luna tay rất là giật với cả cái Lucian Beam, nhất quyết là sẽ cancel một cái tình huống nhấc chân lên của Shaklo, và như vậy thì các thành viên của team Effect họ bất lợi hơn trong cái tình huống này, khi mà ở đây Shadow Demon anh ấy bị harass quá nửa bình máu và đã tiêu tốn cái bình máu của Center Warrunner anh ấy mua rồi. Vâng, di chuyển ra đây thì sao, có một cái tình huống mà vâng Vanscore anh ấy không thể nào cướp được Running V tới từ vị trí của Lina, nối linh vào người của Rubik và lùi về thôi. Đùa Rubik tại sao quả đấy lại di chuyển theo kiểu lởm khởm đấy nhở, đi đóng ra run đi làm sao, nhấc lên phát IO ăn được Running V này thôi, là hai hero này có quyền giết được Lina. Vâng, không lên cho mình lọ, thế nên là ở mid Iceberg anh ấy đã có được cho mình một cái power trip rất là nhanh. Vâng, ở đây thì sao, có một cái tình huống solo khi mà Lina có Running đi focus vào người của Luna, lượng đam nhiều quá chết luôn rồi. Khi mà đây Vasco làm cái củ cải gì đây, nhưng không, đó là một cái tình huống mà húp đầu vào, Vasco phải nằm xuống rồi. Double kill dành cho Roger, và ở đây thì sao, anh ấy di chuyển về kết thúc bằng một tình huống stun cảnh cáo vào đầu của Rubik. Be careful man, đút kết định mi, đút, dã man luôn. Zip team Effect 2-0 trang này là như thế nào đây? Vâng, một cái tình huống mà ném ông bà các kiểu, vâng, phi các thứ bắt đầu của Silencer khu vực mid lên. Sidoi để đang AFK cho khu vực rừng, trang là farm rừng xong rồi. Đấy, úi dồi ôi, bát cơm quả trứng các kiểu là cứ tang vào đầu rồi. Vâng, ở đây thì sao, ganh như cái ganh luôn. Ở đây thì Iceberg, IO, anh đã bị nhẹ, nhưng mà thì làm sao, ai Vanscore không có giày, Vanscore bị đuổi theo. Ở đây có một cái tình huống tele ra tới từ vị trí của Rubik, nhưng mà đi Shaklo húp đầu vào. Roger 1 khê nữa thôi, nhưng không bị nhấc lên rồi. Và ở đây thì sao, họ ở kia không, DK phải bỏ di chuyển ra, vẫn còn 4 thành viên của Effect ở đây, nhưng sẽ kết thúc bằng một tình huống tele về tới từ vị trí của Lina. Dã man luôn, nhưng 4-0 rồi sau gần 6 phút thi đấu. Vâng, Centaur hiện tại các bạn có thể nhìn thấy là thi đấu rất là linh hoạt. Lượng đồ thì chúng ta không bàn tới, nhưng mà nhìn cái lượng level của anh ấy đã gần chạm mốc level 6, đã có level 6 với cả Stampede ở đây rồi. Vâng, tiếng quạ réo vong hồn một phát là cả team của Max Speed một phát là kiểu phóng phiển các thứ luôn.
Vâng, ở đây thì sao? Có một cái tình huống mà các thành viên của TV Fake ở đây chủ động focus vào người của Luna đây rồi. Mạng tiếp tục dành cho Lina. Nóng như thế này thì em định đi đâu ha? Tiếp tục là một cái tình huống chết cháy của Luna, cũng gãy dã man rồi. Như thế này thì không thể nào mà gãy bình thường được nữa. Vâng, đàn ca thì kể cho các bạn một cái câu chuyện vui là hồi xưa thì trong dân gian cụ thì có một cái câu chuyện là người cha trước khi từ trần thì cha có gọi ba anh em vào thì là để dặn dò trước khi ông đi về kiểu là các con phải sống như thế nào cho nó chuẩn mén. Vâng, thì từ từ nữa nào, trước khi chuẩn mén thì ở đây có một cái tình huống mà các thành viên của Team Spirit họ focus ở mid mà giết thẳng vào silencer luôn, nhìn cái bãi stack ở trong rừng mà xem. Quay trở lại cả câu chuyện thì đấy, vâng, người cha thì gọi các con vào thì là người cha mới cầm một cái bó đũa vào hỏi từng người con một, thì là bố thách các con là bẻ được gãy cái bó đũa này thì là cái ai mà bẻ gãy được thì bố chia tài sản cho. Thì là sau người anh cả đầu tiên là cầm bó đũa bẻ mãi. Vâng, ở đây thì bắt chết sai lần nữa thì nó không sống được rồi đấy. Có cả úp ra đây nữa, nhưng ở đây thì sao, một tình huống mà Iceberg di chuyển ra sử dụng của bộ và người của Lina. Vasco đang đứng ở trên đồi đá bi đá biển, nhưng không, Iceberg không phải nằm xuống mà đó lại chính là Lina cơ. Bằng kết thúc combat rồi thì đấy, xong rồi là đại bố người anh cả thì không thể nào mà bẻ được rồi. Xong tiếp tục đến người anh hai thì cũng bẻ cái bọ đũa, thế là không bẻ được, thế là sang đến người con thứ ba. Nhưng mà ở đây thì sao, sang đến người con thứ ba thì có một cái tình huống mà xe tao sử dụng ulti, Team Effect lùi về và nothing happen. Thì đấy là tiếp tục sang đến người con thứ ba là cầm bó đũa lên, thế là cũng không bẻ được. Thế là ba người con đều quay sang hỏi bố, bố bảo là không bẻ được bố ạ. Thế là anh em có biết là người bố mới quay sang nhìn ba người con thì mới bảo một câu như này: các con có biết gì không, tại sao các con lại không thể bẻ được cái bó đũa này? Lý do duy nhất đó chính là gãy dã man. Đấy, đó là những cái lời cuối cùng mà người cha dặn dò cho ba người con. Đó là dù có là cầm bó đũa lên mà có không bẻ được thì các con cũng đừng gãy phát cảnh. Đó, đấy chính là cái câu chuyện ngụ ngôn mà trong cái phiên cáp ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Là dù có như nào thì đừng có gãy, hiểu? Gãy dã man luôn đấy chứ không phải là gãy bình thường. Đùa với cái ông này, đùa dã man luôn đấy. Đấy anh em thấy không, cái câu chuyện nó phải gọi là dã man luôn chứ không phải là như thế nào. Đùa chuyện của Mimosa là nó như thế thôi, cái ông cứ hát co làm cái gì, dã man chuyện luôn chứ không phải là như nào. Anh em mà về sau mà có đấy, mình từ từ có một tình huống mà ở đây úp vào và tắc biển các thứ rồi, nhưng mà đẩy ọp về và anh ấy an toàn thôi. Thì đấy, anh em thì ở trên kênh bây giờ thì anh em mình vẫn đang ở cái lứa tuổi nó là chơi điện tử. Rồi là đấy, mình thì mình chắc là cũng có nhiều anh em có gia đình rồi, nhưng mà vẫn có nhiều anh em mà chưa. Đấy, có anh em thì có gia đình rồi nhưng mà cũng chưa nhiều anh em là có con. Thế nên là đấy, anh em dù đã và đang và hiện tại sắp hay là như nào đấy, sắp tới là có đẻ con đẻ cái và kiểu trai gái ABC XYZ gai lét các thứ thì anh em hãy nhớ là đấy, có cái câu chuyện của tôi. Vì sao thì anh em nhưng mà đấy, giáo dục con cái thì nhớ dạy cho con kiểu mà là đấy, bố có một câu chuyện muốn kể cho con nghe đấy, là gãy dã man luôn. Thôi đấy, con bạn nghe xong cái là cũng gãy dã man luôn. Và thôi xong, nó gần như cho tôi nghĩ là nó thành một cái đạo mới, nó gọi là đạo gãy dã man, chuẩn mèn luôn. Tôi là đạo trưởng, AKA đạo nam, các thứ. Thôi rồi, đùa một chút thôi đi. Quay trở lại cả game đấu ở đây thì 11 phút thi đấu chúng ta sẽ cùng điểm qua về cái lượng network của cả hai đội. Đấy rồi, còn xa, phần network hiện tại thì đang là 5-3. Cái lợi thế thì nó vẫn đang một phần nhỏ nhỏ nào đó thuộc về các thành viên của Team Effect. Khi mà đây chúng ta thấy rằng cái lượng network của Tiny anh ấy vẫn đang cắm top ở cầu đầu bản đồ. Một lát nữa thôi, không phải là một lát nữa mà bây giờ rồi, anh ấy đã cầm Blink Dagger Max Q 1-2 đi combo Snowball thành công, và như vậy đó là gánh kèo. Easy weasy bro.
Thôi anh em ở trên kênh là anh em biết về cái đạo âm của tôi là anh em không nên kiểu tuyên truyền đạo của tôi một cách linh tinh. Đạo của tôi là nó rất là special. Anh em nào muốn gia nhập đạo là nó cũng phải đặc biệt lắm đấy. Vâng, ở đây thì sao? Có một cái tình huống mà các thành viên của TV Fake họ di chuyển ra cái khu vực Midland này. Có cả Terror Blade không ngại ngùng hóa form của mình lên Shaman bóng ra và sẽ có những cái tình huống mà đấy, gọi bóng tới từ Shadow Demon nữa. Và đó là một cái cơn ác mộng bê nhà tới từ các thành viên của TV Fake đối với Team Spirit không thở được rồi. Rồi, đạo âm của tôi nó là vô địch lắm. Tôi thì đang thờ một cái đạo. Anh em biết đấy, ở trên cái thế giới này thì đạo Phật của chúng ta thì thờ đấy. Anh em biết là cái châu Á của chúng ta thì đạo Phật, đạo Thiền thì nó chiếm phần lớn. Chúng ta thờ Phật đấy, các kiểu Phật tổ, các thứ các người đấy, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Tề Thiên Đại Thánh các kiểu. Còn văn hóa người nước ngoài thì dù là đạo Hồi hay là đạo Tin Lành hay là đạo Thiên Chúa thì đấy, họ cũng sẽ chỉ theo một cái lo duy nhất thôi, đó là lo Thiên Chúa. Nhưng mà mỗi lo thì nó lại một khác nhau. Thì lo của họ thì đấy, đạo Tin Lành hay là nhiều thì họ thờ Đức Mẹ này, xong rồi thờ Thiên Chúa các thứ. Thì cái đạo âm này mới của tôi thì tôi tạo ra một cái lo mới. Thì đạo âm của tôi thờ Mẫu Thần Buồng Trứng với cả Đức Thần Dương Vật. Rồi ôi, vô địch thiên hạ. Còn anh em nào mà có đang không có đạo mà anh em muốn gia nhập môn phái thì vâng, level 100 mắc 3 skin là kiểu gì cũng được vào đạo của tôi. Đây rồi, có một cái tình huống mà di chuyển xuống đây, tôi thấy ba thành viên của Team Spirit đang smoke. Điều đó có nghĩa là Tiny cũng như là IO đang rất là sẵn sàng để có thể là relocate di chuyển ra rồi, đang ở rất là gần. Dã man luôn đấy. Vâng, không quyết định là đi vào rồi. Ở đây thì tôi nghĩ rằng sẽ có một cái tình huống mà mở con bắt tới từ iceberg dã man luôn. Đùa, ở đây thì sao, một tình huống mà khó cơn vào tới từ Shackle. Nhưng ở đây thì FNG bị dính một phình ngọc đen. Nhưng không, Gustav bị sử dụng lại. Tôi thấy Lina và Shadow Demon lên bả. Nhưng ở đây Rubik cũng đã phải chết rồi. Tero Blade bắn đau quá, ở đây thì bắn chết được cả Tiny rồi. Tôi không nghĩ ra Team Spirit họ có thể tiếp tục chiến đấu. Hai đổi hai, hai support đổi lấy một support một mid, không ổn rồi. Nhìn có vẻ như là con Tero Blade nó sắp giết hết thì phải. Những lượng đồ của anh ấy bây giờ mà xem, 15 phút thi đấu dã man luôn. Đây rồi, Dragon Lem các thứ, Yasa cầm ở trong ấy rồi. Đùa, kể mấy cái câu chuyện vui vui, anh em ngồi nói chuyện với nhau thôi. Tôi cát thì lúc nào thì thường là cũng serious, nhưng mà thi thoảng kiểu làm cái câu chuyện nó văn văn một tí đi. Sao mình thì là mình cũng không phải là mình tập trung, mình chỉ thích là mình đả kích cái gì cả. Nhưng mà đơn giản ở đây thì nó là cái câu chuyện đùa phiếm phiếm vui vui thôi. Còn chúng ta thì cũng không nên serious quá. Anh em nói là làm tôi lại có tí ngại, lần sau lại không đùa nữa thì anh em lại bảo tôi cắt nhạt. Cũng gậy dã man luôn đấy, chứ không phải là gậy bình thường. Nhưng mà thôi, ok, là quay trở lại cả game đấu ở đây thì tôi nghĩ vẫn cứ là cân kèo. Tuy nhiên ở trong một cái thế trận như thế này thì Tero Blade nó được nổi lên như một con hero đang khỏe quá. Nhìn cái lượng của level của anh ấy mà xem. Vâng, và đây thì sao, Dream Coin thẳng vào người của Shacklo. Nhưng mà thi làm sao, Stampede được tung ra, stun không thành công tới từ Lina. Vâng, và như vậy thôi. Những cái tình huống mà lấy lại những cái mạng nhỏ lẻ tới từ Team Spirit. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng, họ vẫn chưa focus được vào Tero Blade. Tuy nhiên ở đây tôi thấy Team Spirit đang smoke và nhìn thấy được Tero Blade rồi. Đi cao lên một tí nữa thôi nhưng không được, cái lượng máu của Tero Blade. Nhưng không, ở đây có một cái tình huống mà combo vào người của Shadow Demon, không tự bản thân lại được. Nhưng mà ở đây Shadow combo hai người, họ chết được IO trong cái tình huống này rồi. Và hai thông minh dành cho Silencer sau một cái tình huống mà Tini đã phải nằm xuống. Tiếp tục đuổi theo ở đây thì sao, dã man luôn anh ơi, như nào để đuổi theo rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng FNG nhấc đối thủ lên nhưng không bị Shackle stun vào. Và tôi thấy ba thành viên của Team Spirit đã phải nằm xuống rồi. 17 vẫn chưa giết được Tero Blade, dã man luôn.
Vâng, ở đây thì sao? Toàn bộ trụ ngoài, các thành viên Team Spirit thì đều đã bị càn hết rồi. Nom có vẻ như là cái xe lưu effect này thì chả có ai cản cả. Cứ giải nhựa đường một phát là cứ một lướt thôi là lưu này thì confirm với cả anh em là không phải là lưu bánh lốp mà nó là lưu bánh bê tông bê tiển rồi. Vẫn cứ là đi cản đường ở ngoài khi mà cái con Tero Blade ở thời điểm hiện tại cầm thêm ở đây là một cái Hurricane Pie để bảo toàn tính mạng. Với một cái thế trận mà sở hữu Shadow Demon cũng như là Silencer ở trong team thì anh ấy không quá cần thiết phải lên một cái Manta. Đơn giản là gọi một con bóng ra, Shadow Demon úp con bóng đó lại và bê nhà thôi. Cái combo chuẩn men nó là như vậy luôn. Vâng, và ở đây thì các bạn, khi mà các bạn theo dõi cái giải đấu DAC này, từ cái vòng loại CIS này sang đến cái vòng loại châu Âu chẳng hạn, thì anh em có thể dễ dàng nhận ra một cái điều là ở từng cái khu vực nhá, thì họ lại có những cái chiến thuật cũng như là những cái hot hero nó rất là khác nhau. Còn khi mà Shadow Demon gần như nó là một hero ở vòng loại châu Âu, chúng ta thấy là chắc là cũng chả cả đội nào thèm lấy cả. Có Luna thì chưa chắc họ đã lấy SD, thì sang đến cái vòng loại CIS này thì tôi thấy SD xuất hiện rất là nhiều, rất là thú vị. Mỗi nơi thì họ lại chơi một kiểu khác nhau. Vâng, mà bây giờ thì các thành viên của Team Effect cứ sau 140 giây họ sẽ đợi cái form hóa của Tero Blade có và ùn nốt cái trụ boss này. Sau đó sẽ đến tiếp mục Roshan và càn nhà của đối thủ. Nếu như trong khoảng độ tầm 5 phút tới mà Luna anh ấy không có mạng thì tôi nghĩ rằng Team Spirit họ không thể nào mà thắng được. Cái tốc độ farm của Luna hiện tại không thể theo kịp được Tero Blade rồi, tôi nghĩ là như vậy. Cái lượng đồ của Luna, anh ấy chỉ có Ring Aquila rồi, anh ấy không có cho mình một cái Helm of Dominator. Anh ấy có Ngọc 2K1 rồi, tuy nhiên Manta thì làm sao? Với một con Luna còn chẳng cầm cả Dragonland ở trong người. Và tôi nghĩ là anh ấy cũng chẳng, không nên lên Manta, đóng một cái BKB vào thôi. Nhưng còn bây giờ thì khó quá, không có BKB mà bị con Stun nó xô vào trước thì có vẻ như là hơi khó. Vâng, hiện tại thì sau 20 phút anh em điểm qua về cái lượng đồ thì vâng, như đã nói thì Tero Blade vừa mới hoàn thành một cái Hurricane Pie sau Yasha. Lina rất giàu với cả một cái Hurricane một Glimmer Cape. Từ từ, một tình huống ở đây chúng ta thấy Centaur bay vào định stun vào FNG nhưng mà trượt một nhập cướp skin lùi về Tele. Vâng, Lina có Glimmer Cape và đang hướng đến ở đây đó chính là một cái Rod of Arthur tại Silencer. Đây là Silencer Dimit thật luôn. Silencer Dimit cầm Fox Staff nhưng mà Luna, Alina support thì cầm giấy mana Gleam với cả Vitality Booster. Dude, what the fuck. Vâng, Centaur thì hiện tại anh ấy đã cầm cho mình Blink Dagger và Fox Staff rồi. Về phía Team Spirit thì phải gọi là mắc thọt luôn, ngoại trừ Tini anh ấy đang lên đồ chuẩn bài Eco Saber, Blink Dagger, Power Buster hướng đến cái gạch xanh. Thì tiếp theo Luna chúng ta đã đề cập cả cái lượng đồ rất là nghèo của anh ấy rồi. Fuck, thậm chí là còn chưa có Blink Dagger. Cơ hội nào dành cho Team Spirit đây? Vâng, nhìn thì có vẻ như là cái cặp đôi Tiny cũng như là IO này một cách dã man luôn rồi. Chả có sử dụng được cái combo Relocate của mình đi đâu cả. Và thực sự là họ sẽ đứng nhìn Effect P nhà như thế này thật. Ở dưới boss này thì tôi tin rằng Tero Blade anh ấy không hóa đâu. Đúng là như vậy rồi. Đợi một chút nữa, bây giờ là tiến thẳng lên khu vực High Ground luôn. Hóa hiểm các kiểu và đẩy nhà. Nhưng không, tôi Shadow một tình huống stun vào người của Iceberg nối tiếp với cả combo của Lina. Tele ra tới từ vị trí của SD, úp Van Score lại trước rồi giết Tini. Nhưng không, ở đây úp. What the fuck, giết Shadow Demon. Đùa, ganh kiểu này thật luôn đấy.
một cái tình huống mà tôi không hiểu Effect họ làm gì. GG đút. Zip fucking đút. Sao không úp? Thật ra thì ừ thì nhưng không hiểu là như nào nhỉ? Kiểu kiểu gì? Không hiểu là như nào luôn. Vâng, ở đây thì Silencer, vâng, thì còn khoảng độ tầm 700 tiền nữa thôi hoàn thành cho mình một cái Hurricane Pie. Nó có vẻ như là tác dụng của Silencer ở trong cái trận đấu này đơn giản chỉ là cast skill 1, skill 3 ulti, sử dụng Hurricane Pie để cứu bồ và đơn giản là hút thông minh của đối thủ thôi. Nhưng còn nhìn hiện tại thì cái lượng đồ của anh ấy có vẻ như là rất là bị out. Không phải là do đánh kém mà đơn giản là đi mid gặp phải Tiny IO mà như thế này là cố gắng lắm rồi. Mới chết ở đây là bao nhiêu? Một mạng nữa chứ mấy. Vâng, ở dưới bot thì sao? Tại sao Team Spirit lại có thể pê sâu vào nhà của đối phương đến như vậy? Khi mà ở đây Efface cũng có được Aegis of Immortal. Và Team Spirit họ sẽ phải lùi lại thôi. Cùng đợi 140 giây nữa cho một cái tình huống hóa của Terror Blade. Sau đó thì các thành viên của Team Effect họ pê nhà. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi khi mà ở đây một tình huống focus vào người của Shaklo rồi. Combo rất đau nhấp nhiễng lên các kiểu, vụt cho đến chết luôn. Tuy nhiên ở đây có Shadow Demon sử dụng ulti vào người của Iceberg, gây làm chậm Anfonin G bị focus vào, nhưng không, Van Score dính điện cao thế nằm xuống 1 giây. Iceberg tele về nhà. Và đơn giản chỉ là một tình huống 1 đổi 1 mà thôi. Các thành viên của Team Effect có vẻ như là họ đang bị chất thì phải, trông vẻ như là đánh không được ăn ý cho lắm. Cho đến phút thứ 24 rồi, tuy nhiên cái việc mà 5 thành viên giữ khoảng cách với nhau tôi thấy không đủ để có thể cover được. Centaur Runner rất trâu, bị focus rất lâu, nhưng cũng là một cái thời gian rất dài để đồng đội của anh ấy di chuyển ra. Có lẽ với cái lợi thế như bây giờ thì các thành viên của Team Effect các bạn nên stick với nhau lại. Vâng, các bạn nên stick với nhau lại để có thể là dễ dàng cover. Cũng như là nên hiểu bây giờ chỉ cần Terror Blade anh ấy farm thôi. Đang hướng đến ở đây là một cái Arscadi, Iepscada các kiểu rồi. Cho đến khi con Terror Blade này cầm được Arscadi thì thôi, gãy phát cạch luôn, hay không? Easy weasy. Vâng, đánh nhau ở đây rồi. Một tình huống sát trượt của Shaklo nhưng không. Combo của Lina là quá đau, giết chết IO và Tiny ở đây, giết được Shadow Demon rồi. Nhưng mà giết người thì bỏ lại hai não ở đây. Một con hero trông có vẻ như là không não rồi, cứ bị tịch thu hai não liên hội, à một não liên hội này các kiểu thôi. Hai hay là một não, nhưng hai não, chuẩn rồi. Từ từ đã nào. Vâng, 37 thông minh cộng 20. Vâng, thế nào đi chứ nhỉ? Khi mà ở đây Terror Blade thì có form hóa rồi. Vừa mới nói xong thì có các thành viên của Team Effect họ đang dồn quân số của mình ra khu vực Midland thì phải. Và yes, rồi thì ít ra là bây giờ mình không ăn trụ mid hay là mình ăn lane nào cả thì rủ nhau đi. Không, ở đây thì sao tôi thấy Rubick bị focus vào nhưng không, DK phở bò xuất hiện sai lần đối thủ lại và Rubick cướp được stun thôi. Vâng, ở đây thì sao? Terror Blade hóa form bắn của mình lên rồi. Lượng đam cực to, lượng bóng cực nhiều, đẩy vào nhà của đối phương. Các skill ở đây thì Team Spirit họ di chuyển ra rồi. Luna active BKB, chưa sử dụng Equip nhưng C-Doy ở đây vẫn tiếp tục là được bắn. Tôi thấy Lina đã phải nằm xuống rồi. Nhưng ở đâu đó thì sao? Afoninji không thể nào mà chạy được, bắn chết Luna trong một tình huống mà vâng, cái lượng đam của Terror Blade các bạn nhìn mà xem. Shadow Demon bị bỏ lại ở đằng sau rồi. Iceberg di chuyển bỏ chạy. Và Team Effect ở đây họ cũng nên lùi về thôi. Iceberg blink đi được rồi. Nhưng không, quyết định ở đây focus vào người của C-Doy. Stun 2 người tới từ Shaklo, giết chết cả Tiny, cả IO. Triple kill.
đang cát mà cũng phải ho vì cái tình huống này nó kinh khủng quá. Zip fucking Center Runner Double Sun và xoay chuyển thế trận. Pero Blade chưa mất Aegis of Immortal. Bây giờ thì chỉ còn Park và Rubik thôi. Lượng máu của TB đang là 800. Focus vào thì cũng chết đấy. Nhưng ở đằng sau Sentau và Lina sẵn sàng với cả những cái tình huống cover của mình. Zip fucking Sentau đút. What the fuck. Thế đoành như mình luôn mà. Vâng, và đó là easy một lane dành cho các thành viên của team Effect. Không, tôi thường Fortify được bật ra nhưng ở đây thì sao? Xidoi đổi máu không được rồi. Đơn giản chỉ là mất Aegis trong Immortal thôi, nhưng sẽ là Tiny đã được hồi sinh ra. Chỉ còn có Rubik thôi, nhưng ở đây thì sao? Thôi thì lùi nhỉ, thôi lùi rồi. Dã man luôn. Một trụ mid đầu tiên ở trên khu vực high ground dành cho các thành viên của team Effect. Chúng ta bắt chắc là sẽ phải đổi. Gì đây? Không làm gì được cả. Vâng, các thành viên của team Effect họ muốn lưu kèo nhưng mà thôi. À, của team Spirit họ muốn lưu kèo nhưng mà không được rồi. Chả làm được gì cả, lao lên thì là chết tiếp. Vâng, hiện tại thì Tiny hướng đến ở đây sẽ là một cái giáp cuối chuẩn man rồi. Không, chưa đi đâu được. Và hiện tại thì uầy, tôi thấy một tình huống focus vào người của bạn có không silent được tung ra. Silencer đi sao, giết silencer. Nhưng không, sẽ chỉ có IO phải nằm xuống thôi. Thôi thì cũng là hai não, một cái tình huống co giật của Shaklo ở đây. Nhưng không, úi rồi ngôn thừa hút. Một hút phát và vâng, hút phát đi. Giờ tôi không có ở đây thì sao? Xem tao sử dụng voice stun bảo người của Thái đi chết rồi. FNG cũng phải chết thôi. Nhưng ở đây, Tele à? Ờ thế nhá, Tele này. Cay chưa. Double kill dành cho Lina. Lina đánh hay dã man luôn đấy, chứ không phải là hay bình thường nữa rồi. Vâng, có một cái tình huống mà Park muốn solo kill vào con này thì chắc là nó không thể được rồi. À, thế à, thế nhá. Ui, dít sách lô nhưng ở đây thì sao? Nhìn thấy được Park rồi, nhưng một lock được sử dụng và thôi. Lùi về thôi. Vâng, hiện tại thì Sidoi đẩy lên khu vực high ground, chuyển hóa sát thương thành nội lực một phát là vâng. Bơm chất kích thích vào người là mọc cánh các kiểu luôn, đừng bắn miệng các thứ rất là dã man. Không ai của Team Spirit dám ra đép cả. Bây giờ thì Tiny mới hồi sinh này, nhưng ở đây thì sao? Lina như lại chơi liều rồi, sẽ bị Tiny focus vào, đó là điều chắc chắn luôn. Nằm xuống trong 1 giây nhưng Sidoi bật PKB lên đổi máu vào Luna. Say bye to Luna. Nhưng ở đây có một cái tình huống bật shrine lên, không cứu được Luna, các thành viên của Effect như được sạc. Và Sidoi thì anh ý, ôi trời ơi, cái gì đây này? Ơ kìa, ông này hóa được phong thường rồi, vẫn bắn xa luôn mà, nhưng chắc là lag rồi. Ơ à, thật sự là có bao như này thật luôn, lag. Lag XDG điều bộc phát, chắc chắn là sẽ bị ăn chửi gâu luôn rồi. Thề luôn, zip puppy power draw. Nhưng ở đây thì sao? Đấy, thế nên là Shaklo di chuyển vào stun vào người của Tini sẽ phải chết thôi, ngay cả khi có Vanscore ở đây. Bật ủn lên thì làm sao? Đuổi theo vào Vanscore ở đây có được tung ra nhưng không.
thì vậy họ sẽ lấy một len chỉ trả giá bằng mạng của Terror Blade mà thôi. Không còn co hero như Tini cũng như Luna nữa. Và cái pause của Team Effect thực sự là như thế luôn. Không biết phải nói gì hơn. Vâng, buyback của Tiny ra rồi. Nhưng mà họ sẽ níu kéo vào ai, giết vào Silencer ở đây. Có giết được hay không thì lại là câu chuyện khác. Và câu trả lời ở đây là chưa chắc đã giết được, không giết được rồi. Và score bị Focus vào. Thế nhá, có lốc được tung ra. Nhưng ở đây tôi nghĩ rằng Team Effect có một tình huống mà hú ulti lên tới từ vị trí con Centaur. Focus vào người của Tiny, không còn IO nữa. Tại sao lại úp con Tiny này lại? À, đó là đợi sở tan. Nhưng ở đây thì Iceberg sẽ là chết cháy thôi. Vâng, hạnh Sino, Big Daddy các kiểu. Nóng như thế này thì em định đi đâu hả? Và GG rồi. Đôi nhảy không nói nhiều. Vâng, và thôi nhá, Shadow Demon đã phải nằm xuống. Nhưng mà chả sao cả, đó cũng chỉ là một con SD mà thôi. Ui, Zip Fox Start Bro. Vâng, ở đây thì sao Sinoi tiếp tục di chuyển lên các kiểu các thứ rồi. Đứng bắn vào trụ như thế này thì đỡ bằng cái gì? Không thể được, không thể nào mà đỡ được. Help. Vâng, focus vào người của Luna chết trong một nốt nhạc. Và tôi nghĩ rằng Team Spirit, ừ thì Luna buyback nhưng mà không đỡ được rồi. Có ulti lên tới từ Rubik cướp được ulti Centaur. Focus vào người của TB nhưng không thể làm được gì rồi. Để chỉ là đem trong vô vọng mà thôi. No. Và vô vọng skill được tung ra nhưng mà lấy stun. Nó phải như là ra mết của dẹp đầu vậy. Tan chung tất cả mọi người của Team Spirit vỡ tan rồi. Không thể nào mà đỡ được và GG được côn ra. Và stun đó của Sacro nói lên tất cả. Và đó là 2-0 dành cho Effect. Chúc mừng bro. Đánh dã man luôn mà. Vâng, hai. No. Oh my lord, dude. No, please. We lost. Dã man luôn em, mấy cái ông Team Spirit.